Củ nghệ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng nếu dùng quá nhiều hoặc dùng trong thời gian dài, có thể gây ra một số tác dụng phụ nhất định. Mặc dù không có quy định cụ thể về việc nên dùng bao nhiêu nghệ mỗi ngày, vì loại thực phẩm này không được coi là chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Nhưng theo các chuyên gia sức khỏe, thì một người lớn khỏe mạnh có thể bổ sung 300 đến 500mg nghệ mỗi ngày. Chúng ta không nên dùng quá nhiều nghệ khi bị bệnh sỏi mật hoặc các bệnh sỏi khác. Nếu đang dùng aspirin, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nghệ, vì nó là một tác nhân gây ảnh hưởng đến lượng tiểu cầu, ngăn chặn hình thành cục máu đông. Những người mới trải qua phẫu thuật cũng nên tránh dùng nghệ. Do có tính cay, dùng nghệ trong một thời gian dài có thể gây ra đau bụng. Để tránh tác dụng phụ này, chúng ta nên dùng bột nghệ để có thể dễ dàng tan trong ruột. Các chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non nhiều hơn và giảm khó chịu cho dạ dày. Nghệ được biết đến là một chất có thể gây kích thích tử cung, vì vậy có thể có lợi cho dòng chảy kinh nguyệt. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú cần phải cẩn thận khi dùng nghệ để tránh bất kỳ tác hại nào cho em bé. Những người tiêu thụ nghệ với liều lượng lớn có thể bị tiêu chảy, đổ mồ hôi, buồn nôn do nó có tính cay và kích thích dạ dày. Vì vậy, hãy giảm liều hoặc tránh dùng nghệ nếu chúng ta bị tiêu chảy và buồn nôn. Bổ sung nghệ theo đường uống thường khó hấp thu được hết tất cả các chất dinh dưỡng có trong nghệ. Tuy nhiên, có thể được khắc phục bằng cách bổ sung vitamin tổng hợp có chứa piperine, một thành phần hoạt chất giúp thúc đẩy sự hấp thu nghệ. Nhờ vậy, có thể nhận được tất cả những lợi ích sức khỏe của nghệ. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm có chứa tinh chất nghệ để bổ sung trong thực đơn hàng ngày của mình. Giá các loại gạo mầm Vibigaba. Gạo mầm Vibigaba gốc 70.000 đồng 1 kg. Gạo mầm Vibigaba nghệ 69.000 đồng 1 kg. Gạo mầm Vibigaba tỏi đen 100.000 đồng 1 kg. Gạo mầm Vibigaba 69.000 đồng 1 kg.